Xin chào cả nhà, xin chào các bạn. Hôm nay bếp của mẹ Linh giới thiệu cho cả nhà làm món rocoli nha. Thì hôm nay mình làm rocol để làm tiệc liên hoan cho các bạn nhỏ ở trường nha. Thì nguyên liệu mình gồm có là thịt rocol nha cả nhà. Mình cho khoảng 5 gói thịt rocol, mình làm khoảng 50 ly đó cả nhà, là 5 gói thịt rocol và khoảng 7 gói nét cà phê nha. Tiếp theo đó nữa thì mình chuẩn bị một trái táo, một trái thanh long và chuẩn bị nữa đó là 2 kg đường. Rồi tiếp theo nguyên liệu của mình đó nữa là lá dứa. Thì mình sử dụng khoảng 300 gram lá dứa như cả nhà và 2 trái bắp. Thì bây giờ mình sẽ đi pha cái bột rau câu để trong cái nồi để mình nấu, xong mình đi xay rau củ nha. Nhà ơi, cái nồi nước mình đã bắt sẵn rồi nha. Giờ mình lấy khoảng 7 lít rưỡi nước nha cả nhà. Tại vì một gói này mình cho khoảng 1 lít rưỡi mà bây giờ cho 7 lít rưỡi thôi. Thì mình còn tí nữa mình pha rau củ nữa. Bây giờ mình đổ rau câu cho mình cho khuấy cho nó tan đều nha. Rồi bây giờ rau câu mình đổ vô rồi, bây giờ mình tiếp đến mình sẽ đổ đường vào nha cả nhà, khuấy đều lên nha. Giờ cái đường mình bỏ vô mình khuấy cho nó tan rồi nha cả nhà. Bột rau câu mình nó cũng đang nở gần hết, bây giờ mình đỡ cho nó, mình đi chuẩn bị rau củ nha. Cả nhà ơi, giờ mình xắt lá dứa nha. Để mình đi xay nha cả nhà. Mình xắt lá dứa để đi xay. Cái bắp nha cả nhà. Để mình lấy cái bắp để mình đi xay nha. Nha ơi, giờ mình cắt thanh long ra thành hạt lựu nhỏ để mình bỏ vô trong cái kem nha. Nha ơi, giờ mình cắt cái thanh long ra hạt lựu để mình bỏ vào trong cái rau câu nha cả nhà, bỏ lên mặt trên nha. Mình cắt táo ra thành hạt lựu luôn cả nhà. Mình gọt cái vỏ ra. Rồi táo mình cũng cắt ra thành hạt lựu luôn. Đây mình cắt hạt lựu nhỏ nha cả nhà. Nhà ơi, nếu mà mình làm rau câu nó đã ngọt rồi mà mình cho trái cây vô nữa thì nó sẽ có vị chua và vị ngọt khác nhau. Bây giờ mình sẽ cho cái chén táo này ra cái bát để mình cho thêm một ít đường vào nha, để mình ủ cho cái táo của mình nó có độ ngọt, nó tương xứng với cái rau câu nha cả nhà. Bây giờ mình ủ, mình đỡ cho nó thấm vô cho nó ngọt là vừa nha. Nhà hơi ồn nha cả nhà, ở trọ nên hơi ồn. Rồi cái thanh long cũng vậy nha cả nhà, mình cũng sẽ cho 2 muỗng đường. Đỡ mình ủ cho cái thanh long cho nó thấm đồ ngọt á, nó không có chua, nó tương xứng với cái thịt rau câu nha cả nhà. Ở chợ nên hơi ồn nha cả nhà.
đợi thì cho nó thấm vô cho nó ngọt từ từ nha. Rồi bây giờ mình đi nấu rau câu nha. Bây giờ mình bật lửa lên mình nấu cái rau câu nha. Rồi mình bật lửa riu riu để mình nấu cái rau câu cho nó tan ra nha. Bây giờ mình đi xuống xếp ly để mình chuẩn bị đổ rau câu nha. Giờ mình cứ để vậy nha. Đây cả nhà ơi, ly mình mua rồi, mình đổ vô trong cái ly nhựa này nha. Tại vì tới 50 bé rồi, mình sẽ xếp để cho nó ngay ngắn nha. Mình sẽ đổ dưới này, dưới cái sàn nhà cho nó được nhiều nha. 2, 4, 6, 8. Mình sẽ đổ một dọc 8 ly. Cả nhà ơi, cái rau câu màu xanh mình đã nấu xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ múc vào cái ra xanh để mình rót vô trong cái mấy cái ly nha, mấy cái cục đây là cục rau câu á, cục dai á cả nhà. Giờ mình chớ màu cô bắp nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, màu cà phê nha. Mình sẽ đổ vào. Đây cả nhà, giờ mình sẽ cho màu trắng ha. Màu trắng để mình cho trái cây lên nha. Đây cả nhà ơi, giờ mình sẽ bỏ thanh long nè. Đầy rau câu đó mình sẽ múc bớt nha. Giờ mình cho táo nha cả nhà. Giờ mình sẽ bỏ táo vào.
thì mình sẽ bỏ tủ lạnh cho nó cứng lại, chưa mình cho mấy bé ăn nha cả nhà.